Quang Liệt mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Bánh Ngon Miền Tây. Một tuần nữa là trôi qua thật nhanh phải không nào? Và trong chương trình ngày hôm nay thì Quang Liệt mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với món chè trò nước được kỳ nhân thực hiện với rất nhiều màu sắc trông thật là hấp dẫn. Còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta hãy nhanh tay cùng vào bếp thôi nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Các bạn hãy chọn bột nếp thật ngon, cho nước lọc vào, nhồi cho bột nở ra. Nhớ là đừng làm bột quá nhão đó nhé. Giờ thì hãy chia bột thành 4 phần đều nhau đi thôi. Tiếp đến là công đoạn yêu thích của các bạn trẻ rồi đây. Chúng ta hãy cùng nhuộm màu cho bột đi nào. Đầu tiên là màu xanh được sử dụng từ lá dứa. Kế đến là màu cam từ quả gất nhé. Tiếp tục là khoai lang tím đem nấu chín giã nhuyễn. Đây được xem là bí quyết để cho lớp vỏ của viên chè vừa dẻo lại có màu sắc thêm hấp dẫn. Và cuối cùng là màu trắng nguyên thủy từ bột nếp. Như vậy là đã hoàn tất phần vỏ bên ngoài với nhiều màu sắc thật đẹp mắt phải không nào? Giờ thì lại đến phần nhân của món chè này đây. Các bạn hãy lấy đậu xanh không vỏ đem ngâm trong nước khoảng hơn 2 giờ đồng hồ nhé. Bắt đầu đem nấu thôi nào. Nhớ nêm thêm ít muối để vị thêm đậm đà. Khi đậu chín thì hãy khuếch đều cho đậu được nhuyễn mịn. Tiếp tục vò thành từng viên tròn nhé. Ôi, chỉ nhìn những viên đậu xanh thôi mà đã muốn ăn ngay rồi. Còn chờ gì nữa mà không nhanh tay vò từng viên chè trò nước thật xinh xắn đi nào. Các bạn nhìn xem, đôi tay thoăn thoắt của nghệ nhân đã cho ra từng viên chè như thế này đây. Trắng, tím, cam, rồi là xanh. Vậy là đã xong. À, chưa đâu nhé. Chè trò nước thì không thể thiếu những viên chè ý đâu à nghe. Bây giờ thì nhanh tay đem những viên chè này cho vào nồi nước sôi để luộc thôi nào. Khi nào chè nổi lên là đã chín rồi đó nhé. Các bạn hãy vớt ra cho vào nước lạnh để chè được giã lại. Các bạn đừng nóng lòng, bây giờ đã đến công đoạn cuối rồi đây. Cho nước lọc vào nấu sôi. Nêm thêm ít muối. Tiếp tục cho đường cát. Kế đến là gừng sắc sợi. Giờ thì chỉ việc cho hết những viên chè vô là xong.
Wow, các bạn hãy nhìn xem, đúng như tên gọi, những chiếc chè trôi trong nước nhìn thật hấp dẫn phải không nào? Như vậy là đã có một món chè trôi nước thật hấp dẫn và rất đổi dân dã của người dân miền Tây rồi đây. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong tích tắc thôi là chúng ta đã có ngay một trò chè trôi nước thật ưng ý rồi phải không nào? Hy vọng là qua chương trình sẽ giúp cho mọi người phần nào hiểu thêm những phương thức chế biến các loại bánh của miền Tây. Chương trình sẽ còn rất là nhiều những loại bánh được thực hiện, nên mọi người đừng quên theo dõi chương trình Bánh ngon miền Tây được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Trà Vinh. Quý chị cũng có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website trajinhtv.vn hoặc kênh YouTube và fanpage truyền hình Trà Vinh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quang Liệt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.